Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì mẫu đồng hồ được chúng ta nhắc đến đó là Audemars Piguet Royal Oxford Widing 37mm với mã nhận diện là 15451ORZZ1256OR04. Được thiết kế bởi đôi bàn tay vàng Gerard Genta, trong năm 1972, Royal Oak là chiếc đồng hồ thép không gỉ sang trọng đầu tiên. Trải qua hơn 4 thập kỷ thì Royal Oak đã chiếm một chỗ đứng vững chãi trong lịch sử hiện đại của ngành chế tác nói chung và của cả thương hiệu Audemars Piguet nói riêng. Dưới sự tiếp quản của gia đình, Audemars Piguet ngày nay vẫn là một trong những thương hiệu top đầu tại Thụy Sĩ. Khi Royal Oak xuất hiện, cũng có rất nhiều mẫu đồng hồ cạnh tranh được tung ra cùng lúc, nhưng không có mẫu đồng hồ nào thành công được như đại diện Nautilus do thương hiệu Patek Philippe vốn được giới thiệu năm 1976, cũng là thiết kế của Gerard Genta. Cả Royal Oak và Nautilus đến nay vẫn tiếp tục giới thiệu và thêm nhiều tính năng phức tạp hơn. Có rất nhiều tranh cãi nổ ra để lựa chọn ra model nào tốt hơn, nhưng câu trả lời vẫn chưa đến hồi kết. Và mặc dù Gia Bảo Luxury không thể đưa ra lựa chọn nào là tốt nhất, là đáng đầu tư nhất, nhưng nếu đã yêu thích Royal Oak thì chúng tôi hy vọng là video ngày hôm nay sẽ hỗ trợ bạn tìm ra mẫu đồng hồ hoàn hảo và phù hợp nhất. Mẫu đồng hồ Royal Oak đầu tiên xuất hiện liền có nickname là Jumbo, có nghĩa là vật to lớn khác thường, bởi kích thước 39mm. Thực tế thì đây là kích thước thông thường ở hiện tại, nhưng trong giai đoạn năm 1972 thì Royal Oak là một mẫu đồng hồ có kích thước quá khổ. Kể từ năm 2012, mẫu đồng hồ Royal Oak xuất hiện với bộ vỏ 41mm hoặc 37mm, dòng 39mm bị loại bỏ. Còn về mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Widing 37, như phía nhà sản xuất đề cập thì nó là sự lựa chọn dành cho những ai có cổ tay khiêm tốn hơn hoặc là cho nữ giới. Cảm nhận về mẫu đồng hồ này đầu tiên chính là sự nổi bật bởi bộ vỏ vàng hồng, nổi bật bởi 40 viên kim cương xếp đều trên vành bezel đồng hồ. 40 viên kim cương được ngăn cách bởi 8 đinh ốc bằng vàng được đánh bóng khác biệt với phần trải xước từ càng nối dây và dây đeo bên dưới. Trong dòng Royal Oak hiện đại, Audemars Piguet chỉ trang bị đinh ốc vàng trên vành bezel đồng hồ. Đó có thể là vàng trắng, vàng vàng hoặc vàng hồng. Không ít người sẽ nhầm lẫn về việc sử dụng đinh ốc thép hoặc đinh ốc titanium, nhưng đây đều được làm từ vàng, và trong thiết kế của Audemars Piguet này thì đây là làm từ vàng trắng. Tạo nên sự khác biệt của Royal Oak là hệ thống dây đeo kim loại tích hợp, được hoàn thiện cẩn thận và kỳ công, đặc trưng ấy vẫn giữ được đến ngày nay. Và trong thiết kế của mẫu đồng hồ này thì bề mặt đã được trải sức dọc cá tính. Hiện thời nhà sản xuất Audemars Piguet cung cấp thêm nhiều cách hoàn thiện bề mặt dây đeo. Đó có thể là trải xước như chiếc Royal Oak Widing 37mm này đây. Cũng là trải xước, song các mối nối lại cong nhẹ lên chứ không có bề mặt phẳng, là thiết kế dây đeo trên mẫu đồng hồ Royal Oak Widing 33mm. Bộ vỏ hay dây đeo được hoàn thiện của Audemars Piguet Royal Oak Widing 37mm cũng không ngăn cản việc khiến tôi phải ngạt thở khi nhìn tới mặt số bên dưới của mặt kính sapphire. Hệ vân nổi hình vuông có tên gọi là Grand Tapestry, những cọc chỉ giờ đính nổi bằng vàng và bộ kim kéo dài theo kiểu dáng riêng của dòng đồng hồ Royal Oak, phủ thêm chất phát quang khiến chiếc đồng hồ trở nên thực sự dễ nhìn và khiến nhiều người phải ao ước. Trước đây, thương hiệu Audemars Piguet phải dựa vào nguồn cung sản xuất mặt số bên ngoài, nhưng tất cả những chiếc đồng hồ Royal Oak được sản xuất từ năm 2012 đều được trang bị mặt số in-house. Tông màu mặt số được lựa chọn trên chiếc đồng hồ này là No Chocolate và trên đó là những cọc chỉ giờ đều bằng vàng hồng. Dĩ nhiên rồi, như vậy thì tổng thể mới hài hòa. Tại góc 3 giờ trên mặt số là ô cửa sổ nhỏ báo ngày. Thực sự thì tính năng báo ngày rất tiện dụng, nhưng tông màu sử dụng cho ô cửa sổ này khiến nó không nổi bật lắm. Một người phụ nữ đẹp hoàn hảo sẽ có gương mặt xuất thần và bờ lưng gợi cảm, thì đồng hồ cũng vậy. Audemars Piguet Royal Oak Widing 37mm khiến chúng ta phải ngạt thở khi nhìn vào mặt số. Vậy cảm xúc đạt được khi chiêm ngưỡng phần đáy của đồng hồ sẽ là gì? Cung cấp năng lượng để cỗ máy này hoạt động đó là bộ máy tự động được hoàn thiện đẹp mắt. Caliber 3120 đập với tần số 3 GHz có những cầu nối được hoàn thiện bởi vân Cote de Genève. Phần vát cạnh là đánh bóng gương, các kỹ thuật hoàn thiện được thực hiện xen kẽ trên từng bộ phận của bộ máy đồng hồ và đều là thực hiện thủ công. Proto bằng vàng 22K của Caliber 3120 có khắc gia huy thương hiệu một cách rõ nét, sẽ cung cấp năng lượng để chiếc đồng hồ hoạt động trong vòng 60 giờ khi được lên cót đầy đủ.
Và đó là những điều thú vị nhất về mẫu đồng hồ Audemars Piguet trong video ngày hôm nay mà Gia Bảo Luxury muốn nhắc tới các anh em. Không biết là các khán giả cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.